Em thì không có giỏi xã giao. Bạn nữ nếu mà được thì xã giao tốt một tí xíu. Em chỉ vậy thôi. Không thích là bạn gái. Một là đừng quá quê. Vì mình là con gái cho nên mình phải biết chăm sóc mình một tí xíu. Huyền Linh và chào chị Cát Tường ạ. À. Bạn dạ. Có thể giới thiệu tên mình làm dạ, nghề gì? Em tên là Thái Châu. Năm nay 31 tuổi. Hiện đang là nhân viên thiết kế của một công ty Nhật. 31 dạ. Tuổi ha. Rồi dạ. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào anh Huyền Linh ạ. À. Chào em, em tự giới thiệu về mình. Em tên Nhung ạ, à. Năm nay 27 tuổi, em là nhân viên văn phòng ạ. À. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính tới thời điểm hiện tại thì có được 2 mối tình dắt dai rồi ạ. Chia tay cách đây bao lâu? Mối tình gần đây nhất thì 2 năm rồi ạ. 2 năm qua không ai theo đuổi mình sao? Trong 2 năm qua thì nó thời gian đủ để nguôi ngoai. Cái mối tình đó sâu đậm lắm hả? Cũng 4 năm chị. Vậy tại sao phải chia tay vậy? Dạ, lúc đó thì nói chung là cũng chưa có chín chắn lắm. Với lại có nhiều cái, em với bạn đó có nhiều cái mâu thuẫn nhỏ và mình không ngồi lại mình chia sẻ với nhau. Vậy thì bây giờ là bạn nguyện vọng như thế nào? Trong tình yêu thì em quan niệm rằng là hai người phải là có niềm tin với nhau. Thì mình hiểu nhau thì nó có thể vượt qua được những cái cám dỗ. Bạn Nhung bên kia cho anh hỏi tí xíu. Theo như em nói là niềm tin thì nếu mà vậy thì tin là tin như thế nào? Anh có thể dao động bởi mọi người xung quanh tác động, nhưng mà anh có niềm tin vào người đó thì anh sẽ vượt qua được. Vậy theo em á, thì trong tình yêu con tim với cảm tính thì em nghiêng về cái nào nhiều hơn hả? Em nghĩ tình yêu thì hơn con tim nhiều hơn. Tại cảm tính thì có thể nhất thời, thời điểm này mình như vậy, thời điểm sau mình có thể khác. Còn lý trí thì sao em? Anh hỏi khó quá à. Giờ hỏi là câu cuối cùng xíu, hỏi sao? Xíu em trả lời anh được không ạ? Rồi rồi, chốt. Hôm nay em đến đây em mong muốn gặp một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải hơn em 4 tuổi. Anh kia là bao nhiêu tuổi? 31 rồi chị. 31, hôm nay 27 là vừa luôn á. Vừa luôn, đúng 4 tuổi luôn á. Rồi ngoài cái tuổi tác ra mình còn mong muốn được điều gì nữa? Em thích bạn nam, những gì em làm không được thì em thích bạn nam làm được. Ví dụ như em rất thích bạn nam biết chơi guitar và biết hát. Hát hay hơn em là được. Bạn biết hát, biết guitar gì không? Em chỉ biết hát thôi chị. Thái Châu hát hay lắm dạ. Bây giờ hai bên nào hát trước nè, bên đây cũng hát hay lắm đó mà muốn bạn trai mình hát hay hơn. Dạ thưa, em làm gì cũng được nhưng đừng kêu em hát. À chính như vậy mới muốn bạn trai là dạ. Hát phải không? Dạ. Vậy bạn trai hát đi. Dạ. Em thì thường hay hát karaoke cho nên nếu mà hát mà có quên lời hay là sai lời thì... Không sao, miễn có hát là bên đây cho thêm điểm rồi. Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau, mọi lo toan cùn sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thân gian đơn, ước mong ngày sau dù đời buồn đau, mình luôn mãi gần nhau. Thành phố xa vời với biên bao người, với riêng anh thì không, bởi biết rằng anh luôn có em cùng chia sẻ buồn vui. Không biết được chưa hai em? Giọng hát như vậy có đủ thuyết phục được em không? Thứ nhất là tự tin hơn em khi trình diễn, rồi thứ hai là hát hay hơn em là được rồi ạ. Thôi được rồi. Tiêu chí bạn gái như vậy, còn tiêu chí bạn trai thế nào? Trước hết là phải có tí sắc. Thứ hai thì bạn gái thì phải biết suy nghĩ. Ai không biết suy nghĩ? Suy nghĩ gì bạn? Nghĩ tốt về em. Ủa, mình tốt là mình nói tốt. Dạ. Không lẽ mình xấu? Mình xấu bắt ta suy nghĩ tốt. Nhưng mà tại vì bạn đó nếu mà là bạn gái của em thì cũng em xấu cũng phải nghĩ em tốt. Bậy bà. Phải có niềm tin mà chị. Niềm tin thì tin, nhưng mà em phải tốt thật người ta mới nghĩ em tốt chứ. Tự nhiên em xấu bắt người ta niềm tin nghĩ tốt. Mình xấu quắc rồi nói đẹp quá. Rồi còn gì nữa? Em thì không có giỏi xã giao. Bạn nữ nếu mà được thì xã giao tốt một tí xíu. Em chỉ vậy thôi. Không thích là bạn gái. Một là đừng quá quê. Vì mình là con gái cho nên mình phải biết chăm sóc mình một tí xíu. Ủa nó nghe nè, bộ bạn đẹp lắm hả? Dạ không. Ta đang gọi là nói lên cái sở thích. Ví dụ mà bạn về nhan sắc á, là tại vì bạn đòi là một người phụ nữ có tí sắc đúng không? Dạ. Bây giờ nếu về nhan sắc bạn tự chấm điểm bạn được nhiêu điểm? Thì chắc cũng khoảng 7-8 điểm chị. Rồi để tôi qua tôi coi. Không phải là chết với tôi. Tôi rối não với ông này quá, tức quá. Dạ chào chị. Sao chị, được 7 điểm không chị? Đứng lên xoay vòng coi. Thương tình lắm mà cho 6 điểm. Cảm ơn chị. Muốn người bạn gái mình là người như thế nào? Cỡ như Mỹ Tâm đó chị. Có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì
chính thức thì chưa. Hèn chi đòi hỏi nhiều quá. Nắm tay chưa? Dạ rồi. Hôn chưa? Dạ chưa. Lát chị cho thử. Ai cho? Chị cho thử hả? Come on. Let's... Gàng lắm đó. Biết hôn không? Chắc sơ sơ chị. Đâu lứng lên làm thử coi. Chị lại làm khó em. Dám không? Cái gì đỏ mặt mới có hung thôi mà. Làm luôn. Chút đi chị, để anh lấy, em lấy lại bình tĩnh thôi. Gung lắm hả? Dạ. Coi đâu đơn giản hung chị, mình thì hung ngay trán. Dạ. Ai kêu hung ngay mỏ chứ mà. Lung gì lung. Nó tưởng tượng như trong đầu nó hung cái mỏ, hiểu không? Nó tưởng tượng vậy đó. Dạ. Có gì đâu. Anh là coi nè, anh làm liền nè. Thôi khỏi. Lợi dụng. Rồi, một chút xíu về nghề nghiệp của mình. Dạ, em làm về thiết kế máy. Ví dụ công ty họ yêu cầu nhân viên thì phải làm đóng dấu, mỗi người tự đóng. Thì bên em làm tự động vô, truyền vô băng truyền thì máy tự đóng, đi ra luôn. Giống như kiểu robot đó hả bạn hả? Dạ, bên em cũng có sử dụng robot luôn. Rồi. Làm robot tình yêu được không? Dạ, nếu mà anh đặt hàng mà nếu mà được giá thì tụi em cũng làm được. Anh đặt cô nè, đẹp, rồi thương chồng nè, chung thủy nè, ở nhà không đi đâu nè, lo cho con nè, thắm rửa giặt rũ cho anh hết nè. Chỉ cô nha, vợ nha là đẻ. Đó đó con. Được không? Thôi, bây giờ hỏi robot tôi biết gì con người đây, không chịu hỏi. Hôm nay mình tới đây có ai theo ủng hộ mình không? À, dạ có, em đi với bạn thân của em. Bạn thân của rồi, em. Rồi, mời bạn thân. Chào em, em tên là gì? Em tên Hiệp. À, Nhung không ai đeo đuổi hả em? Dạ cũng có mấy người đeo đuổi chị, nhưng mà có lẽ là Nhung cảm thấy không hợp về tính tình hay là cái gì đó thì Nhung không có tiến tới được với mấy người đó. Nhung không phải là khó tính mà là Nhung có những cái mục tiêu, những cái yêu cầu riêng của Nhung đối với cái đối tượng đó. Và có lẽ là những cái đối tượng trước á mà tiến tới với Nhung thì không thỏa mãn được Nhung ở cái mảng những cái mục tiêu. Nên em nghĩ cái anh bên đó 31 tuổi chưa có bạn gái lần nào, em thấy sao? Em không tin đâu. Không tin. Dạ, có vẻ ảnh có vẻ đậm hoa chứ không phải là kiểu thiếp người khép nép. Cảm ơn em. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai? Dạ không, em đi một mình. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau để xem coi trái tim mình có đập hay không, rung động hay không. Dạ. Thôi chúng ta kéo màn lên. Cho anh lên 7-8 điểm hay không là quyền của em nha. Theo chị 6 điểm được không chị? Chị cho 6 điểm ạ. 2 phút dành mặt nhau bắt đầu. Chào. Chào em. Em có món quà nặng ký tặng anh. Rồi, anh cảm ơn nha. Dạ. Anh có tò mò trong đó có gì không ạ? Để anh mò một tí rồi tôi nói ra cái việc này. Dạ, anh có thể đoán ạ? Đừng nói hai cục gạch nha em. Cái đó là món trò chơi xếp hình gỗ. Rút ra phải không? À dạ, đôi khi đi cà phê với bạn bè anh có thể chơi dùng với bạn, đôi khi anh không thích nói chuyện thì anh có thể lấy này chơi để giết thời gian. Anh thích cái này. Dạ. Theo quan điểm của em thì em nghĩ người bạn trai của em có cần về trình độ học vấn như thế nào? Theo anh quan trọng không? Theo anh thì không quan trọng. Em thì đối với em không quan trọng vấn đề đó, chủ yếu là người nam có định hướng tương lai rõ ràng và biết mình cần gì và điều gì là quan trọng nhất và mình sẽ làm gì để được điều đó. Có nghĩa là cái mục tiêu đó là em bắt bạn nam đó là phải có cho em và giải quyết từng mốc cho em. Dạ không. Hay là mình chỉ cần có chí hướng tới đó là ok được rồi, còn làm được hay không cái vấn đề đó là tính sao? Thì em cũng muốn lắng nghe và chia sẻ người bạn nam đó có cái suy nghĩ như thế nào thôi, còn mọi suy nghĩ của mỗi người thì em không có can thiệp được. Nói chuyện hẹn hò tình yêu đi. Nãy em có nghe anh họ nói là anh ngại giao tiếp phải không ạ? Đúng rồi. Là như thế nào vậy anh? Có nghĩa là khi gặp người lạ thì thường anh không có nói chuyện nhiều. Tại hoặc sao? Là cũng không. Cái gọi là tính cách rồi. À. Có thể là em nhìn ngoại hình của anh thì có vẻ là nhìn cũng xì tin. Nhưng mà thực ra bên trong nó khác. Khác là sao anh? Có nghĩa là bên trong anh sống nội tâm hơn, anh lại suy nghĩ hơi bị nhiều, có thể là hơi cụ non luôn á, cho nên em nghĩ chóng mặt rồi em. Dạ. Thí dụ như anh gặp một người, ví dụ anh không có bắt chuyện, ví dụ người khác bắt chuyện anh có trả lời lại không ạ? Người khác bắt chuyện thì anh sẽ trả lời. Em thấy anh như thế nào? Hay thế nào là sao anh? Có nghĩa là theo như cái hình mẫu của em á thì em thấy anh có được hay không? Theo như chị Cát Tường cho 6 điểm thì em cũng ổn. Là bấm nút phải không em? Dạ, để xíu trả lời sau được không ạ? Rồi, kết thúc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm và quyết định. Các bạn nên nhớ rằng khi ta bấm nút là chúng ta quyết định một điều gì đó trong cuộc tương lai có thể là rất quan trọng. 3 2 1 Hết thời gian.
mừng các bạn. Dù sao thì cũng đã hẹn hò với nhau và hy vọng trong những cuộc hò đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến hai bạn. Đây là những món quà chương trình dành cho bạn. Vé xem phim. Trong đoạn phim ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn hơn để tìm hiểu nhau. Lý do tại sao bạn bấm nút? Em muốn có một cơ hội. Còn bạn? Em thì muốn cho nhau một cơ hội để cái mối quan hệ này nó đi xa như thế nào. Thì bạn cũng muốn xem như vậy. Đây là món quà dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn đã tham dự chương trình. Chúc bạn xem phim tốt. Chữ kết nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng, cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng dạ, không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng
ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao, và bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok, em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên, ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc, hơi hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Rồi vậy là yên tâm rồi. Cho xem mắt gà gái. Dạ, đây ạ. Chào anh Nguyên Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua được bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tới em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác à? Ừ, anh là kinh nghiệm mà thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng, còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn, thì mình cũng sợ. Lên đính chính cho nhà trai chút xíu. Nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn. Lo lắng thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy. Quen rất nhiều, nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là cháu quen là cũng đâu ra đó đàng hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần, nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết rồi, biết lễ phép, biết trên biết dưới. Yeah, đó, đúng rồi. Bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Rồi, ok. À. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. Đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. Là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quản Lo Audi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ.
mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Rồi. Ha. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi, em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh thái cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em ạ. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ, để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con ách cơ không ạ? Đúng rồi nó. Vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em. Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra em kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải kiểm, nên không, kiểm tra. Nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. Thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. Đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là cường bằng nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. Ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì biết được nghĩa bóng tới đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò hay nắm tay nhau? Xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Con xin phép em.
gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. À. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Ơi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng, là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ, con làm kế toán. Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ, con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn. Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á, thì em hết nhìn môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á, thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là đúng rõ rồi. Nha em. Chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lăm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì hết. Nó xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, trung thủy, độc lập. Dạ, điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm, lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá, chia tay. Cái đó cũng hay á. Thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cứ sớm sớm nha. Đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Rồi, dạ. Trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Nên đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là kiểu là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái ngưỡng nhà cũng vậy. Chứ là còn hiểu nhau. Đâu quay mặt đây chứ... tôi ngó coi sao bộ con gái cao đẹp mà. Ô, nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Ừ. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn đúng không? Ừ. Coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Còn mình thì sao? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích cho chị. Gì? Chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích lâu lâu, cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không?
Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùng 1m45 cũng ok luôn. Vậy còn mình thì sao? Mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, mà... cao nhiêu nè? Em nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi gọi cháu như xưa. Hai em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. À, vui vẻ dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây, dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Em nghĩ. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh ngay cạnh em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xin rồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà nhìn em anh có lẽ có hiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này không cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có. Đang hồi hộp. Đúng không? Hồi hộp. Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó muốn có bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa cả gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo anh á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em. Nếu hơn. Mà em giữ như vậy á, thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không. Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Dạ anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà. Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Ừ. Vậy cùng ý tưởng. 9 đến một 9 tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua trên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì vẫn ở trên đấy. Anh nói là anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. Thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc tay. Không có thuộc lại. Này cô bé,
có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Cười quên lời cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á là anh thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ. Vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào về anh? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động không. Trời ơi. Sao nè, nói nghe coi nè. Sao vậy em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả. Chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng ha. Dạ, ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em, cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về bản thân một chút nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Dạ, chào bạn Nam bên kia và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và trên truyền hình ạ. Dạ, nhân dịp năm mới 2021 thì em xin chúc tất cả mọi người là một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và thật là vui vẻ ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 30 tuổi. Em là giáo viên dạy toán ở Bình Dương ạ. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Tức là ba mẹ mình ở Bình Dương luôn? Dạ không, ba mẹ em thì ở Hà Nam ạ. À, quê của mình là ở Hà Nam đúng dạ. Không? Rồi, xin mời nhà trai ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi em. Và chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Cương. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cương làm gì? Dạ em là nhân viên sản xuất motor á. À, quấn motor điện đó hả? Dạ. Quê em ở đâu Cương? Dạ quê em ở An Giang. À, mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả Cương? Dạ ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Ăn dụng hả? Dạ. Trời ơi. Vậy ăn dụng là dễ thương mà. Còn mình thì sao nào? Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em, cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Nên mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Ừ. Một phản xạ tự nhiên là thấy đã thấy là run rồi ạ. Có khi mình không làm gì luôn nhưng mà thấy là sợ rồi ạ. Đường tình duyên bằng nữ thế nào? Từ thời lúc bắt đầu sinh viên đến giờ thì em cũng có quen thích một bạn. Nhưng mà trong đội tình nguyện của em, tuy nhiên là chúng em chỉ ở mức độ bạn bè. Khi em đi làm rồi thì môi trường làm việc rồi công việc mọi người rất là tốt, vui vẻ. Thành ra là thời gian nó cứ bẵng qua như vậy. Em thấy rất là ổn. Cho đến thời điểm này ạ. Năm mới á, nhà trai là có một cái gọi là một điều may mắn đầu tiên là chào em. Đây là một người bạn còn tinh khôi của em. Nếu như mà hai em bấm nút xinh xắn luôn. Rồi nói cho bà mới biết mình có mấy mối tình rồi em. Dạ thì chú đêm cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình mà có phụ nữa. Đó, cái nghĩa là chia tay xong á là bắt đầu mình mới thời gian sau mình mới quen cô đó. Trong khi hai cái cô đó thì được mình công khai. Còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải phụ đâu. Dạ. Coi như hai mối rử đó. Nhưng mà lý do tại sao tụi em chia tay? Sâu đậm nhất á, là không môn đăng hộ đối á. Nhưng mà bên kia người ta muốn bắt lại để gả chỗ khác á. Còn mối tình sau này á, là muốn đi đến hôn nhân luôn. Nhưng mà bạn gái đó lại bắt cá hai tay. Bây giờ á, nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Thông báo coi giống bên đây không? Thực sự là em ấn tượng với những người đàn ông là chững chạc, có tính cách ấm áp và sẵn sàng chịu trách nhiệm và luôn suy nghĩ cho mọi người, không những gia đình mà có thể là cộng đồng nữa. Em cái yêu cầu là cao hay đẹp trai hay là nghề nghiệp phải ổn định hay như thế nào không? Thực ra ngày xưa học môn sinh á, em nghĩ là mình lùn rồi thì bạn nam cũng nên cao một xíu, sau này con cái cao ấy
cũng từ 1m7 trở lên, không nên đen quá. Có nghĩa là khi mà người ta yêu có khi xấu cũng thành đẹp luôn á. Nên thành ra là cái phần ngoại hình em không có, không quan trọng nhiều bằng cái bên trong đúng không? Dạ. Đó bên đây nghe em cái đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng cỡ 60%. Chừng mà em cao 1m bao nhiêu? 1m73. Dạ cho em hỏi bên đó có yêu cầu chiều cao của nữ không ạ? Dạ thì chắc cũng tương tương xứng với em, cũng cũng cỡ ngang ngang nhau. Ngang lẽ mà em muốn 1m72 luôn hả? Dạ 1m cũng cỡ 63, 64. Dữ vậy? 63, 53, 54 được không? À, cũng được nhỉ. Cũng được. Cũng ba nhanh dữ vậy trời. Ba phải dễ sợ luôn rồi, ông muốn hỏi gì ông hỏi đi. Sao? Em gái không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích người gia trưởng ạ. Tiền khô à, không thích gì nữa không? Bạn nam hút thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Không có hút. Nói chung bên đàn gái không thích điều gì đàn trai, không bao giờ có điều đó. Em có yêu cầu bạn gái của em như thế nào không? Giờ cũng không biết yêu cầu gì nữa. Ủa, bây giờ mình muốn bạn gái mình xấu hay đẹp, nước da trắng hay đen? Chung thì già cũng già cũng được đó. Dạ, trắng trắng thì... Trắng trắng tốt phải không? Rồi, cầu được ước thấy. Một mẫu hình giống ai nè, tưởng tượng cho nó dễ đi. Dạ, thủy tiên không được. Bên kia thủy triều được không? Dạ được. Một cái câu cuối cùng em chốt hạ lại đi, là giờ em có đặt nặng về chiều cao hay không thôi? Dạ, cũng không lắm đâu. Dạ. Ê, vậy là được rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Dạ, chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Tôi là mẹ của Phương Cương. Nhưng tôi thấy cháu này là hiền, cái nét mặt cũng chưa có hậu, cũng có duyên, là tôi cũng vừa bụng đó. Tôi mong muốn cho hai đứa sẽ tìm hiểu nhau. Rồi, nhà gái đi với ai? Gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với bác của em, với bạn đồng nghiệp ạ. Xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quyền Linh. Xin chào. Tôi là bác họ của cháu Thảo. Và sau đây còn phần nhận xét thì em xin được nhường cho bạn đồng nghiệp của cháu Thảo. Rồi, mời bạn. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân ạ. Con thì xin phép thay mặt bác để chia sẻ một chút với chương trình. Con thì là đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng đã được 4 năm rồi. Bản thân chị Thảo là một người rất là tốt bụng, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Về anh bên này thì khởi đầu thì con nhìn thấy anh hiền, chắc có thể là sẽ bao dung chị của em. Dạ, anh đẹp trai không? Cũng tương đối đẹp trai ạ. Anh có xứng với chị không? Dạ, con nghĩ là cũng hợp với chị của con. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, mở rào đi. Mở rào. Rồi, bước tới đi em. Dạ, con này luôn à. Đứng lên nè. Dạ, anh có món quà tặng em, thôi để anh ăn trước cho. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Mới gặp lần đầu tiên chụp mũ liền ha. Đây là quả địa cầu. Em tặng anh với cái ý nghĩa là trên bề mặt của quả địa cầu thì có dãy núi, có dòng sông, đương nhiên là nó mấp mô đúng không? Nhưng về hình chung thì chúng ta đều thấy là nó là hình tròn. Tức là trong cuộc sống cũng như vậy. Con người hay là những cái thăng trầm mà anh trải qua thì chắc chắn sẽ có lúc đó làm anh buồn, nhưng em hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ để vượt qua nó. Rồi, cảm ơn em. Năm mới. Dạ, em chưa biết nói gì đâu, anh nói trước đi. Thì anh cũng vậy á. Anh cũng vậy kìa. Thích của anh là gì ạ? Anh thích đàn, thích hát và thể thao. Nói chung thì lúc ấy thì nó chuẩn bị trước hết trơn rồi, sao lên đây kính hồi hộp quá. Giờ anh có thể tặng em và quý vị khán giả một bài hát được không ạ? Được. Thôi chừng quên đó nha. Đứng luôn hả? Bước tới sát bên nó luôn. Nào. Dạ, anh sẽ hát bài hát được mang tên Đừng hát bài nãy nha. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Em cũng muốn tặng anh một bài thơ. Em là cô giáo dạy toán, hơi khô khan một xíu ạ. Mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên, xác suất nào cho hai đứa nên duyên. Không gian mẫu chứa chân thành chân ái, thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường. Nếu thật lòng thương em, xin anh đừng có ngại.
tọa độ nào cũng đi tới trái tim em. Còn có không? Hả? Cái bài này cũng đọc được không chú Linh? Được, đọc đi. Phòng tiếng sau à? 489-800. Đó là số điện thoại của anh. Nếu một ngày em muốn khóc, hãy gọi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không làm cho em cười, nhưng anh sẽ khóc cùng với em. Và nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho anh nhé. Anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay, tại nơi này, cùng chứng kiến của ông bà mối và mọi người, em hãy bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé. Vì... Trời ơi! Ôi, lãng mạn dễ sợ chưa? Vô ngọt vậy luôn á. Ngọt ngào luôn á. Dạ lát lại cho em xin lại số điện thoại ạ. Sao? Thầy Thiện F1 gì để được không? Sao dạ, đúng cái suy nghĩ của mình không? Dạ. Mở rào ra thì thấy cảm xúc làm sao? Dạ, cái này khó nói lắm ạ. Khó nói nhưng mà nói được. Thực ra là lúc mà nghe anh tâm sự bên kia thì em cũng chưa hình dung ra là như thế nào ạ. Rồi khi mở rào thì sao? Tại thấy anh cũng run như em, thấy có cái giống nhau rồi đó. Giữa Đồng Nai với Bình Dương đó. Dạ thì anh có thể qua em được mà, anh sắp xếp được. Đồng Nai và Bình Dương cũng gần ạ. Nói chung thì tại vì cũng anh có cái nghề tay trái á, là nhạc công á, hay đi đàn cho đám cưới á. Dạ thì nếu mà chắc là hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật thì cũng sẽ ít, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày thường. Nói chung cũng có chủ nhật nhưng mà nó ít vậy đó. Dạ. Dạ hiểu mà, em hiểu mà. À. Vì mình cũng người đi làm rồi á, nên là sẽ thông cảm được á. Rồi. Dạ. Yêu xa gì có ghen không? Yêu xa gì em có ghen không? Thực ra yêu thì phải tin tưởng ạ. Khi mà không còn yêu nữa thì nên cứ thẳng thắn nói với nhau ạ. Em cũng là lo về nhà mà mẹ cũng hỏi á, mọi người cũng hay hỏi. Thì em mới nghĩ ra một cái cách, đó là nói với mẹ là đang dịch, thì người yêu con không có về được. Mà ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em. Thôi. Đi Hà Nam bao giờ chưa? Dạ chưa. Trời ơi Hà Nam đẹp khủng khiếp. Có một ngôi chùa lớn, thật là lớn luôn. Dạ. Trả lời đi đã. Dạ. Người ta nói như vậy thì... Đâu sợ dịch đâu. Thì đó thì phải trả lời chứ. Hà Nam. Hà Nam, được em. Trả lời liền. Dạ. Tính tới luôn, nào tới luôn. Rủ em về Hà Nam xong về đâu nữa? Có mẹ đây xin mẹ luôn. Mẹ năm nay cho con về Hà Nam. Mẹ hôm nay cho con về Hà Nam cái mà. Mẹ cho, thấy không? Trời ơi, con làm đứng lên thức. Quá trời. Hai đứa nắm tay luôn. Ủa dạ, không cần bấm nút à? Tí nữa, bây giờ nắm tay nói lật đấy. Nôn bấm nút rồi. Không cần nắm, bấm luôn. Có nó nắm tay rồi bấm gì nữa. Thấy chưa? Đúng rồi. Xin mẹ hôn cái luôn đó. Đi, khỏi bấm luôn. Trời ơi. Dì thấy bạn này đưa bạn này về Hà Nam được không dì? Được đúng không? Bên đây đã cho phép Tết là cho con về Hà Nam. Được. Bác cho con xin phép hôn bọn em. Khỏi bấm nút luôn đó, qua luôn đó, qua coi như là đi thi mà vô thẳng đó, đậu thẳng luôn. Khỏi bấm luôn đi. Chín tóc rồi nha. Hả? Chín tóc rồi nha. Sống theo hiến pháp và pháp luật, hả? Cô giáo là phải sống đúng. Thôi, trên sàn cũng được. Nói chứ à, dạ. Hình như là cũng đúng hệ đúng không? Dạ. Em thấy trái tim rung động không? Dạ rung động. Em gái. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hai đứa em xin chúc cho anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả đang trường quay một năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Trời, tưởng đâu chàng trai lù phù ai về thả thính ngọt xớt như vậy đó. Lúc hai bạn trẻ sẽ có một tiếng nói chung càng sớm càng tốt và thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai.
Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Ừ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có đặt là 8 gái thì gái phải đi ngủ với em. Thôi, 8 gái là gái phải đi ngủ với em. Em ví dụ, em đang nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện với bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây. Vậy là mình ngủ. Ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Ví dụ cái nào khuyết điểm mà cụ thể coi. Khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát, thích nhảy. Ủa, cái đó đâu gì đâu khuyết điểm. Thích nhảy mà. Nó vui mà. Nhảy thích hát đâu có còn, gì còn đâu. Còn thích mê trai nữa, mê trai nữa, mê trai nữa. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu năm em xin chúc cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, gia đình nhà trai, gia đình của em, bạn trai bên kia và quý vị khán giả một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn dạ. Gái nha. Ừ, mình giới thiệu về bản thân mình luôn đi cưng. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Mỹ Phương. Năm nay em 34 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng ở Long An. Em ở Long An, làm dạ. Việc ở Long An luôn. Dạ. Dạ, ở Đức Hòa, Long An. Đức Hòa, Long An. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chào nhà gái. Em tự giới thiệu em là Tạm Nhà. Em đang làm ở Long An. Ủa, Long An luôn hả? Dạ. Hà nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 40 tuổi. 40 tuổi? Dạ. Hà ở Long An mà làm ở huyện nào? Em ở huyện Đức Hòa luôn. Đức Hòa luôn? Trời ơi, vậy là cùng rồi. Chúc mừng luôn. Tết năm này anh sẽ cưới em. Ở chung huyện luôn rồi đây ha. Chung huyện, chung tỉnh luôn đó. Mời em trai giới thiệu chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có đặt là 8 gái thì gái phải đi ngủ với em. Thôi, 8 gái là gái phải đi ngủ với em. Em thì ví dụ, em đang nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây. Vậy là mình ngủ. Vậy đó hả? Dạ. Kỳ vậy ta. Chắc có lẽ em, là 8 gái của em có thuốc ngủ hay gì. Em thì hơi nháp. Mời nhà gái. Mình nói về mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Ví dụ cái nào khuyết điểm mà cụ thể coi. Khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát, thích nhảy. Ủa, cái đó đâu gì đâu khuyết điểm. Thích nhảy mà. Nó vui dạ. Mà nhảy thích hát đâu có còn, gì còn đâu. Còn thích mê trai nữa, mê trai nữa, mê trai nữa. Em uống sao, em uống gì nói gì nghe coi. Uống dạ. Bia hay uống rượu? Dạ uống bia. Mấy lon? Khoảng 5 lon là say. 5 lon là mà say là 7 lon là hết say. 7 lon là hết say luôn? Dạ. Trời dạ. Ơi dữ luôn á. Hay vậy? Hay càng dạ. Uống càng tỉnh á. Đô mạnh nè. Chào chị. Chào em. Em nghe cái vụ này thì em thấy sao nè? Em dạ. Thấy ấn tượng như thế nào về cái cô bạn bên rào nè? Thì em nghĩ là nếu mà phụ nữ biết nhậu thì cũng tốt. Bởi vì có thể công việc của họ sẽ phải đi tiếp xúc bên ngoài. Họ cũng phải cần cái giao tiếp. Đường tình duyên thế nào nói cho bà mối biết coi. Dạ em thì có một đời vợ rồi nhưng mà em ly hôn cách đây 4 năm rồi. Ừ. Em đã có con chưa? Dạ, em có một đứa con trai. Hiện nay là em đang ở với ba. Đang là ở với em hả? Dạ. Gà trống nuôi con. Gà trống nuôi con. Ừ. Con thì hiền, con năm nay thì cũng 15 tuổi. 15 tuổi rồi. Ừ, vậy là lớn rồi ha. Nói chung con cái cũng tự lập được rồi, cũng không phải lo vấn đề đấy nữa. Ừ. Rồi để chị hỏi bên đường tình duyên bên nhà gái nha. Em sao nè? Đường tình duyên của em thì nói chung là em cũng chưa từng kết hôn. Nhưng mà em có mối tình đầu. Thì mối tình đầu có em có con 10 tuổi, con trai. Là ở với em hay là ở? Dạ ở với em. Vậy là nếu hai bạn mà bấm chuông là hai bạn lời dữ lắm á. Có hai thằng trai luôn. Dạ. Đứa 10, đứa 15. Dạ. Ừ. Chơi với nhau được. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là ly hôn bao lâu? Có lâu cứ kết hôn đầu ly hôn. Dứt nhau 7 năm rồi. Dứt nhau 7 năm rồi. Dạ. Ừ. Rồi trong quá trình đó thì mình có yêu ai nữa không? Trong quá trình đó thì nói chung là tình duyên của em lận đận lắm. Trong quá trình đó thì em cũng có hai mối tình nữa. Nhưng mà lúc nào cũng ra duyên anh cưới em là có một cái chuyện gì đó xảy ra cái nó không cưới.
Trời ơi, thấy thương không? Đẹp ghê không? Tôi coi vậy. Nhà gái. Ờ, nhà gái tôi đẹp ghê không? Đẹp gái, xinh gái ha. Con trai 10 tuổi giờ ở với em luôn hả? Dạ. Rồi công việc em ổn định không? Dạ, công việc thì nói chung là công việc mà làm nhân viên á thì ổn định là do sếp. Hiện tại đang ổn định. Ừ. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em á thì hiện tại có hai mặt. Hiện tại em đang sống độc thân thì em hay lên, rảnh rỗi thì hay lên coi xem chương trình truyền hình lắm. Thì thích là phải cao to, đẹp trai, sạch sẽ, không gia trưởng. Nói chung là sáu múi, mà sáu múi rắn chắc chứ đừng sáu múi mà bự co, bự quá là không được. Ví dụ ban đầu bình thường thôi, nhưng mà ví dụ quan trọng nhất là em muốn là con em có một gia đình, có một người mà có thể dạy con em là một người đàn ông. Thì quan trọng nhất là vấn đề đó. Còn những vấn đề khác thì mình khi mà mình yêu thì mình cảm thấy là nó có thể bù đắp được hết. Bây giờ quay đưa ra vấn đề đó, mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì em nghĩ chắc cỡ 60-70%. Có mấy múi? Dạ em trước thì 6 múi, giờ dồn còn có múi. Ừ. Mà em có nghĩ là mình khi mà mình có một người vợ sau này á thì mình sẽ thương yêu vợ và yêu con của vợ như con mình không? Dạ thì cái đấy thì đương nhiên là cô Hồng Vân. Bởi vì mình đã xác định mình đến với bạn thì con bạn cũng như con mình. Mình sẽ coi hết gia đình, bạn, gái hoặc là hai bên nội ngoại nó như nhau. Ừ. Chứ không nề hà gì vấn đề con cái. Đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Ừ. Vậy em mong muốn cái nửa ghép còn lại của mình á, đồng hành với mình cuộc đời còn lại thì em mong muốn cái người đó như thế nào? Em mong muốn là người phụ nữ phải biết quan tâm, chia sẻ, gánh vác công việc gia đình phụ em. Ví dụ em làm gì về chẳng hạn, vợ có thể phụ em nấu cơm hoặc là làm gì đó. Vợ đẹp của em có sợ không? Dạ, vợ đẹp thì không sợ. Ai ra đường cũng phải xem vợ mình là đẹp nhất. Vợ đẹp thì nhiều khi nó cũng mất công giữ. Nhưng mà vẫn thích đúng không? Vẫn thích đúng không? Ai cũng thích người đẹp. Anh ơi, em không biết nấu ăn thì sao? Em không quan trọng em ơi. Vì anh nấu ăn cũng khá là ngon rồi. Cho nên nếu em không nấu thì anh sẽ nấu. Mình hỏi ý kiến người thân đúng đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với mấy bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào chị, chào tất cả quý vị khán giả. Em là bạn đồng nghiệp của anh Hà. Em cũng ở Đức Hòa, Long An luôn. Ừ. Dạ. Em nãy giờ em thấy chị gái đây thì dễ thương. Quà đồng, nếu nhưng mà anh với chị hai người gáp lại nhau thì rất là sướng. Tại vì anh Hà tính tình anh thì vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn rất ngon nên chị cứ yên tâm đi. Anh thì giỏi việc nhà lắm, thương con, bạn bè thì chơi hết mình. Rồi, vậy là tốt rồi. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và gia đình của em. Có con của em nữa. À vậy là đây là mẹ còn đây là con trai hả? Chào con. Mời mẹ. Chào anh Quỳnh Linh. Rồi, xin chào. Chị Hồng Vân. Đây là mẹ của ông Phương. Phương nói nó nhậu quá hả? Vậy nói cho cô cho chị sợ như chứ không có gì. Vui đúng không? Dạ. Nó nói hả, nói trước vậy để nhậu hả có gì khỏi ấy. Còn hả cái em trai em đây ha thì thấy cũng hiền. Đầu ha thì nhưng mà anh đầu duyên của hai con, tự hai con quyết định. Ừ. Giờ cũng lớn rồi cũng muốn hả cho có đôi của bạn. Giờ con trai nè, hỏi con trai xíu đi. Con trai thấy bác này sao? Dạ hay, chú đẹp trai. À, chú đẹp trai hả? Ừ. Ôi, con trai. Con có muốn mẹ với chú quen nhau không? Dạ muốn. Muốn hả? Rồi, ví dụ như về chung nhà vậy con có nghe lời chú không? Dạ có. Có hả? Trời thương quá rồi. Con muốn chú làm gì cho mẹ nè? Con muốn chú thương mẹ. Nghe muốn chú thương mẹ. Mẹ. Rồi trời ơi. Thấy thương chú không? Hứa chú sẽ thương mẹ con y như con. Rồi cảm ơn rồi. Con Hoàng Thượng ơi mở rào đi. Mở rào được rồi. Mở rào. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh. Rồi, em mở ra đi, đưa đây, đưa cái hoa để đây. Dạ, nói chung là em cũng vừa sạch mà vừa thơm. Cho nên em muốn tặng anh. Cái món quà này có ý nghĩa là nói chung là mình đi ra ngoài đường thì mình giao tiếp. Thì nói chung là cái nó sẽ làm cho mình tự tin hơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dầu thơm vậy? Dạ, dầu thơm. À, dầu thơm. Dạ, dầu thơm.
Trời ơi. Phân tích quá một hồi mình không biết là cái gì luôn á Linh, không có đoán được luôn á. Em có cảm nghĩ gì về gặp anh? Em thì anh. Em thấy anh là chững chạc, tướng thì anh chưa được sâu múi. Múi dạ. Múi gì được. Nhưng mà như vậy là được rồi. Được rồi mình, đúng không? Miễn sao mình có sức khỏe như vậy là có sức khỏe rồi. Thì anh thấy em như thế nào? Em khá xinh, vì so với tưởng tượng của anh thì mới nhìn thì có hiền hậu. Nhưng mà em có rất là nhiều khuyết điểm. Không sao em, bởi vì những cái đấy thì mình đã trải qua rồi thì mình có thể sẽ bù đắp được cho nhau. Chứ không phải khuyết điểm, ai cũng sẽ có cái khuyết điểm của mình. Anh có thể phân tích được cái lý do mà thường thường nói chuyện với con gái là nó cứ muốn đi ngủ không? Sao? Tức là hồi nãy em nói á, là con à, em nói chuyện với con em rất là sợ con trai lăng nhăng á. Anh muốn cái bất ngờ là sao? Tức là anh quen thì ấy nhắn tin xong cái bên kia nhiều khi họ nghe chán quá gì á, thế tắt máy kêu em đi ngủ. Hay là mình nhắn tin quá khuya? Bình thường thì anh đi làm về thì nếu tăng ca thì cũng 7 giờ rưỡi 8 giờ mới về tới nhà. Tắm rửa cơm nước cho con cái xong thì cũng tầm 9 giờ 10 giờ rồi, 9 giờ. Không có khuya quá. Anh cũng để sớm mai anh còn phải đi làm nữa. Dạ. Tầm 10 giờ lọt lại thôi. Em đừng có lo cái đó, tại vì cái đó là anh bung miếng hài á, ở trong kịch của mình gọi là bung miếng á, em hiểu không? Anh cũng đùa đó. Ừ. Nhắp tăng gái đó. Anh yếu tăng gái. Dạ, tại vì em á là em rất là sợ một người đàn ông mà lăng nhăng, là em rất là sợ. Chừng nào ta nhắn tin mà bạn gái đi muốn đi ngủ chung á thì mới lăng nhăng. Đúng rồi. Bây giờ ta nhắn tin bạn gái đi ngủ mà ngủ riêng thì đâu có lăng nhăng. Mỗi người ở mỗi nơi chứ không phải là chung phòng. Nhắn tin đi ngủ quá đó là biến nhắn đó. Tức là nhắn chán quá ngủ nhắn luôn. Nhắn. Tức là tính nhắc chán quá rồi. Chứ chuyện cô gái anh không có giỏi. Dạ. Đó, bây giờ chuyện mà bạn gái mê trai đó em có ghen gì không? Chắc vấn đề đấy thì bạn gái thấy trai đẹp thì đương nhiên ai cũng phải mê thôi. Em cũng vậy thôi, em thấy gái thì em cũng mê vậy. Ủa nhưng mà em phải có thái độ chứ, em đâu chấp nhận được. Nhưng tao mê cái đẹp mà. Không, mê trai đâu đi theo cái không đẹp được đâu. Phải rõ ràng quan điểm từ đầu, phải dạ không? Dạ, em mê cái đẹp thì được. Nhưng dạ, mà không... quan điểm của em là có nghĩa là bây giờ hiện tại em đang độc thân. Mà em hay lên mạng coi coi phim á. Thường thường phim mà có trai đẹp em mới coi. Chứ trai xấu em ít khi coi lắm. Hy vọng hôm nay anh sẽ là trai đẹp để em coi. Bây giờ hỏi đi, khoảng bao lâu có thể vợ chung được? Rồi khoảng bao lâu em có muốn là mình có thêm đứa con gái không? Anh xác định là anh sẽ lập nghiệp ở Long An, nên em cho anh cơ hội. Dạ. Yeah. Còn anh thì hiền lắm. Dạ. Yeah. Em yên tâm, con cái anh rất thích con nít. Con có muốn có em gái không? Có. Nó muốn kìa, hỏi đi. À, con trai có muốn có thêm em bé không? Thì kêu mẹ nhấn nút đi. Mẹ ơi, mẹ bấm nút chú ơi mẹ. Em có gì hỏi anh ạ? Thì em thấy là quan điểm mà mình lớn tuổi hết rồi thì quan điểm của mình sẽ có chín chắn hơn. Em chỉ hy vọng một người đàn ông đến với em. Nếu mà anh thương em thì xin anh hãy thương con em trước khi thương em, bởi vì em là một người mẹ. Đấy em yên tâm, vì anh rất là thích trẻ con mà anh sống rất là tình cảm. Anh coi gia đình như nhau. Nào hãy bước tới bên cô gái ấy, nắm tay cô gái ấy và nói lên tất cả những suy nghĩ của mình, những cái lời nào mà tự trái tim của mình. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng là một cái duyên, như em mình gặp nhau trên đây. Em cho anh cơ hội làm quen với em. Anh có biết hát hay gì không? Muốn tặng em không? Anh hát thì không hay lắm, nhưng mà thôi anh hát một đoạn thôi nhé. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, xa nhau, xa nhau. Tối về hát được làm không? Làm sao anh sống khi thiếu em rồi? Đúng rồi, rồi, được, được. Vắng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em thôi, thề yêu em yêu mãi muôn đời. Rồi, ok. Em thuộc bài Lâu Đài Tình Ái gì không? Tự nhiên nếu lỡ hết chúng mình hay dạ đứa xa nhau. Vậy bây giờ để em gửi lại cho anh đó. Gửi đi em, gửi dạ đi. Em xin hát bài nhé anh. Hả? Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao.
Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nghe anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mọi tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Dạ tới đó được. Hay vậy. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng đủ để chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình, để tay trái cho em trai. Nếu chúng ta cảm giác rung động, cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. À, cô với con nha, cô với con đếm nha. 2, 3 1 2 3. Rồi, chúc mừng. Chúng ta đã hẹn hò thành một đôi rồi đó. Bây giờ nè, trước mặt mẹ của bạn gái, mình nói điều gì đi? Con hứa với bác gái, con sẽ yêu thương chăm sóc hai mẹ con của em y như gia đình con. Con nít đó là nó cái cảm, gọi là kêu bằng gì, cái thần giao cách cảm của nó hay lắm. Nó thích là nó nói nó thích, mà nó không thích là nó sẽ nói nó không thích. Cô thấy sao là cô cho dạy? Hết, con hết hả? Con hết hết chú. Trời ơi, cưng chưa? Cô thấy sao cô? Thấy hả nậu hả cũng được, tại vì giờ hai đứa nó cũng lớn hết rồi. Xin chào bác gái, chào con hôn bạn. Rồi, đây là những món quà dành cho các bạn, gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. À, đây kìa.